niềm vui không ai lấy mất được. Nhìn vào xã hội hôm nay, người ta vẫn thao thức tìm kiếm niềm vui. Thậm chí nhiều người sẵn sàng chấp nhận trả những giá rất đắt để có được niềm vui rẻ tiền và vô nghĩa. Nhưng thực tế cho thấy, càng chạy theo những thú vui phù phiếm, người ta càng cảm thấy cô đơn, chán nản và mệt mỏi. Là con người, ai cũng khao khát có được một niềm vui bền vững, ý nghĩa thực sự. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu loan báo cho các môn đệ về một niềm vui không ai lấy mất được. Khi sắp bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giê-xu biết những thử thách đang chờ các môn đệ. Khóc lóc, lo buồn, than van, đó là những điều tạm thời mà các ông sẽ phải trải qua trước khi thấy ngập tràn trong niềm vui thực sự và trường tồn của ngày phục sinh. Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Thật vậy, trong kinh nghiệm tâm linh và đức tin, Chúa Giê-xu đã cho các tông đồ có cái nhìn siêu nhiên hơn là dừng lại ở những cảm xúc tự nhiên con người. Họ cần phải có sự chiến đấu nội tâm để có được niềm hy vọng vào Đức Kitô. Sự đau khổ này không phải là đau khổ của tuyệt vọng, không lối thoát, mà quan trọng và ý nghĩa hơn. Sự đau buồn này có lý do để mà chịu đựng. Đó là thời gian ấp ủ để ươm mầm sự sống mới. Cũng giống như hình ảnh của người sản phụ phải trải qua những mệt nhọc, vất vả và đau đớn sắp sinh con. Nhưng bà ta sẽ tràn trề niềm vui và hy vọng, vì một mầm sống mới yêu thương sắp được hiện diện trong cuộc đời của bà ta. Thực tế đã chứng minh điều này. Niềm vui được gặp Chúa Giê-xu là niềm vui tuyệt hảo nhất, vì sẽ không bị ai lấy mất. Trong cuộc sống thường ngày của mình, chúng ta cũng mong ước được thấy nhiều thứ hoặc nhiều người. Chúng ta mong ước được thấy bạn hữu hoặc những người chúng ta yêu mến. Chúng ta muốn thấy những người nổi tiếng mà chúng ta ngưỡng mộ. Chúng ta cảm thấy rất vui khi chúng ta gặp được những người này. Còn thái độ chúng ta đến gặp Chúa Giê-xu mỗi ngày như thế nào? Chúng ta có thấy vui khi đến gặp Ngài hay không? Chúa Giê-xu khẳng định cho chúng ta rằng khi chúng ta gặp Ngài, chúng ta sẽ vui mừng, để rồi chúng ta không còn nhớ đến những đau khổ chúng ta đã phải chịu vì danh Ngài. Điều này cho thấy những người sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa luôn cảm thấy vui tươi hạnh phúc, vì họ không còn đặt niềm vui của mình nơi những thứ chóng qua của trần thế này, nhưng hoàn toàn đặt trọn niềm vui của mình nơi Chúa Giê-xu. Khi có Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ quên hết những lo âu phiền muộn. Trong suốt thời gian rao giảng công khai, Chúa Giê-xu không dạy chúng ta tránh đau khổ, cũng không tìm cách diệt khổ, nhưng đón lấy đau khổ và tìm thấy ý nghĩa của nó trong tình yêu. Điểm then chốt để có được niềm vui trọn vẹn của người Kitô hữu chúng ta đó chính là gặp gỡ Chúa Giê-xu. Với sự gặp gỡ này, chúng ta đi vào một tương quan thân mật, riêng tư và sâu xa với Thiên Chúa. Từ trong sâu thẳm của tâm hồn và trong mọi biến cố cuộc đời, chúng ta luôn cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta hãy tự hỏi chính mình: tôi có được niềm vui của gặp gỡ Chúa Giê-xu hay chưa? Niềm vui ấy đang ở mức độ nào trong cuộc đời của tôi? Mối tương quan của tôi với Chúa Giê-xu như thế nào?
tôi có thực sự đang sống trong Chúa Giê-xu hay không? Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết đón nhận những đau khổ, chấp nhận hy sinh, để từ đó, một ngày kia, chúng con được chan chứa niềm vui vì được ở bên Chúa. Amen.